Ngày 19 tháng 4, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp với công an tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo chương trình ký kết công an tỉnh và ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp trong phổ biến tuyên truyền về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh thực hiện cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù theo quy định đảm bảo đúng đối tượng đủ điều kiện vay vốn thực hiện các giải pháp nhằm hướng dẫn người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích phát huy hiệu quả nguồn vốn đồng thời phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát xử lý giải quyết các vấn đề phát sinh bất cập trong quá trình triển khai thực hiện công an các huyện thành phố chủ động tổng hợp lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn làm căn cứ để ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay giải ngân nguồn vốn đảm bảo minh bạch đúng đối tượng việc ký kết chương trình phối hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách của đảng và nhà nước giúp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay ưu đãi của chính phủ từ đó ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Đến nay, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân 5,2 tỷ đồng cho 59 đối tượng người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn này đã hỗ trợ cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội.